thì trong những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm, ngành điện lực Lâm Đồng còn phối hợp với các ngành cũng như chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao áp. Chính vì vậy mà nguồn điện cơ bản được vận hành một cách an toàn và liên tục, qua đó đáp ứng những nhu cầu sử dụng điện của người dân và đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hàng chục cây xanh được trồng dọc theo tuyến đường truyền tải điện tại khu vực thị trấn Liên Nghĩa và vùng phụ cận của huyện Đức Trọng thời gian qua đã bị chặt bỏ ngọn do vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện. Theo Điện lực Đức Trọng, thì trước đây việc quy hoạch bố trí trồng cây xanh của địa phương không được tính toán một cách hợp lý, dẫn đến tình trạng khi số cây trên phát triển quá cao, bị vướng vào đường dây. Nếu những trường hợp trên không được xử lý, sẽ rất nguy hiểm đến an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là mùa mưa bão. Giờ gần đây á, trước đây thì nó thưa dân hoặc là đồng trống thì nó còn đỡ, nhưng mà bây giờ trong cái thời gian vừa qua thì do cái chuyện phát triển kinh tế rồi nhà cửa của dân cũng như là cái việc phát triển đô thị, cho nên là địa phương cũng đã có trồng một số những cây xanh mà nó nằm ở dưới đường dây điện, thì cái điều này thì rõ ràng là nó gây khó khăn cho cái công tác mà quản lý vận hành an toàn lưới điện, đặc biệt là trong những cái mùa mà mưa bão. Tôi đi hoài thấy nhiều khi nó đứt xuống á, là nếu mà mình vô ý mình động vô thì chạm thì chết người luôn, có nhiều lần nữa, nhất là mùa mưa này, này. Mùa mưa đó như trong cái bị gãy cành gãy cây gãy xuống anh đứt cái dây xuống. Đây chỉ là một trong số hàng chục trường hợp vi phạm đến an toàn lưới điện. Thống kê cho thấy hiện nay, các vi phạm an toàn hành lang lưới điện, đặc biệt là lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, chủ tập trung vào bốn nhóm chính. Đó là do quy hoạch trồng cây xanh dưới đường điện tại khu vực nội thị, nhóm cây trồng lâu năm, san lấp mặt bằng để xây dựng nhà cửa, khiến chiều cao của trụ điện bị hạ thấp, hay việc xây dựng nhà cửa, dựng các nhà kính, nhà lưới dưới tuyến đường điện đi qua. Theo ghi nhận, ngoài những vấn đề trên, một số hộ dân còn bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên sử dụng các khu vực cấm như tại các trạm biến áp để làm nơi để hàng hóa, bán hàng quán. Trong thời gian qua, đã có hàng chục trường hợp bị ngành điện lực Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Cái khó khăn nhất á, thực ra là đối với chúng tôi hiện nay đó là cái thủ tục bài trừ cây. Thủ tục đã có quy định này là thủ tục chặt hạ, nhưng những cái cây đặc biệt nguy hiểm như chúng tôi phải xử lý thực địa, xử lý gấp thì cái thủ tục hiện nay nó quá khó. Để chúng ta nếu đỡ làm đúng thủ tục thì cái phải làm hồ sơ báo cáo rồi báo cáo tới Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc này thực sự chúng tôi cũng có triển khai nhưng mà lâu nay vẫn chưa thực hiện được. Công ty Điện lực Lâm Đồng hiện quản lý vận hành 9 trạm biến áp 110, 22 kV, 4.600 trạm biến áp phân phối, trên 3.300 km đường dây trung thế 22 kV và 4.200 km đường dây hạ thế. Hàng năm bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, ngành điện cũng thường xuyên tổng kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện, tu bổ và sửa chữa, nâng cấp đường dây, nên phần nào hạn chế các trường hợp mất điện, quá tải cục bộ, giảm thiểu thiệt hại do các trường hợp vi phạm an toàn lưới điện gây ra. Trước khi thì đến chuẩn bị đến đầu mùa mưa là chúng tôi là cho là bảo trì báo cáo theo cái định kỳ, cho kiểm tra tất cả các trạm biến áp chuyên dùng và công cộng để đảm bảo cái nguồn điện cho nó đảm bảo cung cấp cho nó không bị gián đoạn. Qua công tác bảo trì bảo dưỡng trạm thì nếu mà phát hiện các cái khiếm khuyết của trạm và những cái mà không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như an toàn thì chúng tôi sẽ cho xử lý ngay. Là cái sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị ngành điện là một cái việc rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ là hiện nay thì ở tỉnh đã thành lập cái ban chỉ đạo về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp rồi, chúng ta cũng phải tiếp tục duy trì cái ban chỉ đạo này và thường xuyên là có kiểm tra đôn đốc tại các địa phương. Cái sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành điện trong cái việc mà cấp phép xây dựng đối với những cái công trình mà xây dựng trên địa bàn thì nó có liên quan tới lưới điện cao áp thì có cái sự phối hợp với ngành ngành điện, làm sao mà tuyên truyền được cái ý thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ cái hành lang này. Với nhiều giải pháp được đưa ra trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện,
cũng như chủ động khắc phục nhanh các sự cố đó chính là bước đệm để ngành điện lực Lâm Đồng nói chung đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân, đồng thời hạn chế các sự cố đáng tiếc xảy ra. Trang trại bò sữa organic được Vinamilk đã được đầu tư xây dựng với quy mô ban